Sự thật về các linh hồn chiến sĩ. Vì chấp niệm vào thân xác hoặc vào việc chiến đấu nên các linh hồn chiến sĩ thường thể hiện hình dạng đang cầm binh khí, có thể có vật cưỡi hoặc phương tiện chiến đấu. Họ cũng thường thể hiện thân hình cao to, lực lưỡng. Nếu họ dễ sân si, nổi nóng thì thân hình thường có màu đỏ thẫm. Xung quanh họ thường có âm khí, có khi là họ khí. Nếu khi tử nạn, thân xác không lành lặn, họ thường hiện thành làn khói đen đầy tử khí, oán khí. Một số linh hồn chiến sĩ tài giỏi, phi thường, ý chí chiến đấu mạnh thì có thể thể hiện dạng Atula. Vì đấu tranh, chiến đấu, bảo vệ cho những lý tưởng của mình, bảo vệ non sông, đất nước, nên nhiều chiến sĩ tử nạn vùi thân nơi đất khách quê người, chẳng ai thân thích bầu bạn. Những linh hồn chiến sĩ này thường báo mộng hoặc tìm các phương thức giao tiếp với nhân gian để báo tin cho người ta biết chỗ xương cốt mình đang chôn vùi mà đưa về nhà cho ấm áp, bớt phần cô quạnh, lạnh lẽo. Cũng có một số linh hồn chiến sĩ có thể tìm cách đòi mạng, báo oán những ai có liên quan gây ra cái chết của mình. Linh hồn chiến sĩ vì tử nạn lúc còn trẻ nên chưa lập gia đình, họ khao khát có vợ chồng. Họ thường muốn kết duyên vợ chồng với người trần gian bằng cách tiếp cận với những người có lòng tham về tài lộc, danh lợi. Khi tiếp xúc, họ đưa ra các giao ước giúp đỡ người ấy về tài lộc, danh lợi. Đối lại, chiến sĩ sẽ lấy thứ mình thích. Sau khi đã thực hiện xong việc giúp đỡ, linh hồn chiến sĩ sẽ nói họ thích kết duyên vợ chồng, rồi xui khiến người mà họ chọn kết duyên bị bệnh nan y, bị tai nạn để đón linh hồn ấy đi theo mình. Trong đời sống, mình nên thường xuyên cầu nguyện, cũng thí thật đơn giản cho các linh hồn chiến sĩ để tỏ lòng biết ơn đến họ. Nhờ có sự hy sinh của họ mà chúng ta có tháng ngày sống trong hòa bình, an lạc. Có nhiều linh hồn chiến sĩ hy sinh đời mình cho bao người, lại không được người đời biết đến, tưởng nhớ, nên họ cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Đối với linh hồn chiến sĩ thường gắn liền với đau khổ, oán hận, tìm cách báo thù kẻ đã khiến họ phải tử nạn. Người có duyên tiếp xúc với linh hồn chiến sĩ như thế, cần khuyên bảo họ sớm sẽ bỏ oán thù, khuyên họ nên tha thứ cho bản thân và kẻ liên quan đến cái chết của họ, thì họ mới thật sự an lạc, giải thoát khỏi những đau khổ, chấp niệm của mình. Người nào hữu duyên được cảm ứng, tiếp xúc, giao tiếp với chư linh chiến sĩ cần chú ý các điều sau. Tuyệt đối không cầu xin về tài lộc, danh lợi, quyền lực. Không thực hiện những giao ước, hứa hẹn mơ hồ mà không nói rõ chi tiết. Không thực hiện các cuộc đổi chác giữa người với anh linh, như là mình giúp họ việc gì, họ sẽ giúp lại mình việc khác. Nếu muốn giúp đỡ linh hồn chiến sĩ thì cần thành tâm, từ bi vì sự an lạc của họ mà tự nguyện phát tâm giúp đỡ. Tuyệt đối không thốt lên những câu cảm thán mang tính tiếc thương, ham muốn có họ. Ví dụ đi ngang các bia mộ chiến sĩ mất lúc trẻ, hình trên bia mộ trẻ đẹp nên sanh lòng trắc ẩn, hoặc ham muốn rồi buông mấy lời thiếu suy nghĩ như anh đó, chị đó, cô đó chết trẻ uổng quá. Chỉ một câu như thế thôi, trong lòng người nói đã dấy lên sự chiêu cảm, ham muốn về sắc dục hình tướng. Linh hồn ấy cảm ứng được, liền nương theo người đó mà ám người nói, có khi kết duyên vợ chồng, có khi theo chọc ghẹo, hoặc làm những hiện tượng bóng đè với người nói lời ham muốn ấy.